khóc như đường gùng ngã, hay khóc như mình đã lớn. Hỡi những đứa trẻ hiên ngang, hay khóc như đường gùng ngã, hay khóc như đường gùng ngã, hay khóc như mình sẽ đứng lên lại. Những người tôi che tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì? Sống cứ che hết đam mê. Những người tôi che tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì? Đã quyết cho nên nghi ngại. Tại phòng tập, Gina còn khéo léo hỏi dò Winner về việc có thích người con gái lớn tuổi hơn. Cũng tại đây, Hana vô tình trúng tiếng sét với Winner trong lúc ghé thăm phòng tập. Trở lại với cuộc thi đấu, nhóm B336 bước đến điểm thi với một khí thế hưng hực. Nhưng những gì đang diễn ra tại điểm thi đấu khiến cho họ hoang mang lo sợ. Rốt cuộc đây là cuộc thi như thế nào? Nhóm có chiến thắng để có tiền trả nợ cho mẹ việc thi hay là không? Và liệu có rơi vào cái bẫy của hai kẻ gian xảo kia? Mời mọi người đón xem tập tiếp theo của La La School Season 3. Gì? Tao thấy không ổn nữa mày. Ngang tài ngang sức. Mà trọng tài cũng thiên dị nữa chứ. Thiên dị gì mày ơi? Làm gì có vụ thiên dị? Tao thấy tụi nhỏ còn đang hay hơn đội kia kìa. Hay quá, mày nói hay quá. Rồi mấy lần trước thì sao? Sao? Ừ thì... Thì thua chứ sao? Bây giờ mày ở lại đây đi. Tao chuồn trước nha. Ê, điên quá. Lần nào gần thua mày cũng để tao đi hết. Thì bây giờ tao để lấy mày lại để mày hưởng. Ok. Ôi, mày đừng có đi, mày đừng có bỏ tao. Mày cứ đứng đây đi, có đâu sợ. Rồi nhớ thua làm sao? Mày lo quá. Bây giờ thua đúng không? Thua thì mình chuồn, tụi nhỏ chịu trận cho mình, có đâu lo. Giống như mấy lần trước thôi. Ôi, tao lo. Đi. Ôi, đi. Chịu trận thì về anh. Ý tụi anh là tụi em phải cố gắng đấu trận này. Đấu thật tốt trận này. Đúng. Nha. Đúng rồi. Cố lên em. Hai anh tính đi về à? Không. Tụi anh tính đi vệ sinh. Ôi, bắt tiểu. MC đã có kết quả rồi đây. Có kết quả nên đưa cho bạn ra. Đi. Kết quả đội chiến thắng là... Xin chia buồn với các bạn. Mày đưa làm tốt lắm. Trời ơi. Thấy chưa, tao nói rồi. Trời ơi. Sướng quá trời luôn á. Mình hạ gục cái đối thủ mà mình ghét á. Nó thiệt gì đâu á. Bởi vậy, lúc đầu mấy cái người đó coi thường mình, nghĩ mình nhỏ. Ngược lại sao? Và cuối cùng mình thắng nha. Đúng là mình không phải dạng vừa không đâu. Không phải dạng vừa. Trời ơi, anh nói thật nhá. Bây giờ mình có đấu với 10 nhóm như thế, anh chắc cả 10. Chấp luôn cả 100 luôn anh. 100 luôn. 200. Hai ông á đừng có mà tự cao quá. Hồi nãy nhảy còn bị dư động tác rồi. Nhất là ông á, mém nhảy sai thấy không? Cái bà này mất hứng. Tốt cả mút. Winner, sao mọi người đang vui quá trời mà nhìn ông im lặng vậy? Có cái gì đâu, mọi người đang vui mà mình thắng mình phải vui đúng không? Đó. Vui lên, có cái gì đâu mà mọi người làm sao nhỉ? Ông này lạ à nhen, có ai gì? Vui như ông ta? Làm sao nữa, mọi người cứ làm trầm lắng bầu không khí nhỉ? Vui lên! Mấy đứa làm rất tốt, anh rất vui vì mấy đứa. Perfect! Đỡ về! Bây giờ tôi thắng rồi đó. Tiền của tôi đâu? Trời, chú em cứ nóng tính. Từ từ, anh nói là anh sẽ làm. Đây, phần thưởng của mấy đứa. Trời ơi, 5 triệu. Đúng rồi, đúng như lời anh hứa. Cho anh tờ. Đủ không? Dạ. Đủ rồi. Đủ. Cái thi, cầm đi. Cảm ơn ông nha, em cảm ơn hai anh. Rồi, cảm ơn anh lắm nha. Anh thích mấy đứa lắm á. Tuổi trẻ tài cao, sôi động. Vì vậy, anh sẽ tặng cho mấy đứa thêm 5 triệu nữa. Coi như là món quà cho mấy đứa ăn uống, có sức khỏe đồ. Rồi tập luyện để thi đấu tiếp. Đúng rồi, mấy đứa phải có tiền ăn uống, tập luyện, thi đấu nhiều trận đấu khác nhau. Đúng không? Đúng rồi. Đó, cầm đi mấy đứa. Nhưng mà... muốn có tiền thêm á, thì tới tìm tụi anh. Tụi anh còn nhiều trận đấu như vậy nữa. Đúng không? Ơi, nè, cầm đi. Nhưng mà tụi em chỉ còn số tiền này thôi, tụi em không nhận thêm đâu. À đúng rồi anh, lấy đủ tiền rồi. Thì cầm luôn đi, không phải là bán cần tiền mà.
Winner nói đúng rồi đó, bây giờ mình đang cần tiền mà, mốt mình có tiền á mình trả lại mấy ảnh sau. Đúng rồi. Tính ra thấy vậy Winner hiểu chuyện ha. Đó. Chúng ta là người nhà cả. Cái thiệt. Em... cảm ơn mọi người đi. Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Tụi anh cảm ơn em, tụi anh cảm ơn mấy đứa. Là... cảm ơn mấy đứa. Cảm ơn mấy đứa nha. Bye bye. Yeah. Bước mặt, bước mặt. Cảm ơn mọi người nha. Tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng nhiều hơn nữa, ok? Trời ơi, sao nãy giờ bà cứ cảm ơn tụi tôi hoài vậy? Bà cảm ơn cả chục lần đúng rồi đó. Cái gì là đúng đấy, từ nãy giờ bà cảm ơn hoài. Mà nhiêu đây tiền đâu có đủ để bà trả hết nợ đâu, đúng không? Chúng ta còn phải cố gắng kiếm thêm tiền nữa. Ừ, đúng rồi đó, với lại cái này tụi tôi đi nhảy cũng đâu phải là chỉ vì kiếm tiền cho bà thôi đâu. Tụi cũng vì đam mê chứ bộ. Cho nên là thôi đừng có thấy ngại nha. Mà nếu mà bà muốn cảm ơn á thì bà hãy học cho thật tốt vào và đem tấm bằng la la về đây. Ok đó. Ok, tôi hứa với mọi người tôi sẽ đem tấm bằng la la về cho mọi người. Yeah. Và chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục ước mơ, ok? Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Mọi người ơi, nước về nè. Nước quên là nè. Mất, cho ông nè. Gì vậy? Cho tôi hả? Cảm ơn em. Này, Việt Thi, tôi sẽ cùng bà chinh phục ước mơ của chúng ta nha. Ok, cùng nhau cố gắng. Yeah. Trời ơi, mọi người nhìn kìa, mọi người nhìn kìa. Quan tâm nhau chưa kìa? Bạn bè đó mà, quan tâm chuyện bình thường. À, bạn bè. Trời, mệt quá. Ước gì Gina với Winner về trường mình thì vui biết mấy nha. Vui lắm á. Trời vui. Mọi người ơi, tôi có ý kiến này nè. Hay là mình sẽ đi kiếm tiền cho việc thi trả nợ trước, xong rồi sau đó mình sẽ đi kiếm tiền cho Gina và Winner đi học. Hay á. Xuất ý kiến sáng suốt. Trời ơi, đi học đi ông ơi, vui lắm á. Tôi sẽ cố gắng. Thôi tôi không cần đâu, mọi người đừng có làm vậy. Ôi ông đừng có ngại mà, tôi biết ông đang ngại mà, không sao. Tụi tôi sẽ cố gắng kiếm tiền cho ông với cả là Gina được đi học, ok? Thì bây giờ ông không có tiền thì để tụi này giúp cho. Ừ, có gì khó khăn tụi tôi giúp cho. Tôi đã nói là tôi không cần. Tôi không cần sự thương hại của mọi người ấy. Mọi người thích thì tự đi học đi. Ok ông này. Hôm nay uống nhầm thuốc à? Tụi mình muốn giúp thôi đúng không? Ừ. Tôi nói gì sai hả? Không, mà ông có nói gì sai đâu. Mọi người đừng có để chuyện này mà làm bữa tiệc mất vui. Tôi nghĩ chắc Winner đang khó chịu gì đó, cho nên là mới cư xử vậy thôi à. Vài ngày nữa chắc hết. À, Kenji, hay là em cho thuốc gì vào cốc của Winner đúng không? Để xem nào. Không có đâu, em đâu biết gì đâu. Để xem nào, đây. Nước của em à. Nước của em gì? Trời đất, cây xe mới trả xe, xe mới trả xe luôn. Ủa, đi luôn rồi. Mất. Đi cái này cái gì vậy? Gina hả? Trời ơi, bà biết đi mô tô hả? Trời ơi, Gina này trên đời có cái gì mà con không biết làm đâu. Trời, xuất sắc á. Trời ơi, con gái giờ như bà hiếm lắm đấy nha, hiếm tìm lắm á. Bây giờ vừa biết đi mô tô nè, vừa cá tính nè, vừa mạnh mẽ. Trời. Ủa, nhưng mà tôi hỏi xong đứng đây hả? Mọi người về hết rồi mà. Thì tôi đứng đây tôi đợi, tôi đón xe nhưng mà từ nãy giờ không bắt được chiếc nào hết. À, ra là vậy. Mất. Gì? Ngồi thử sau xe tôi không? Là sao? Cái gì vậy? Tức là tôi chở ông về á, có vậy cũng hiểu nữa. Bằng xe này. Chứ bằng xe nào? Thiệt không? Thiệt. Ủa thiệt hả? Trời thôi đợi nha. Trời ơi. Từ từ. Bám cho chặt vô á nha. Nãy tôi không chịu trách nhiệm đâu á. Thank you.
đây 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 đây, để con phụ cho, để con phụ cho. Con mới về hả? Thôi 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 thôi. Buông ra, buông ra, buông ra, buông ra con. Mới đi tập về mệt mỏi, để mẹ làm. Mẹ con làm chung, mẹ con. Cái con bé này. Ây da. Con đi tập về mệt chút xíu à. Rồi rồi rồi, xong rồi nè. Ủa? Rồi mấy nay hả? Vô học hành sao rồi con? Có theo kịp bài vở của bạn bè không hả? Dạ, dạ có chứ. Với lại bạn bè trong lớp con ai cũng giúp đỡ, thương yêu con hết trơn á. Mẹ đừng có lo nha. Nói nghe nè, mới vô học á, có đóng tiền học phí cứ nói mẹ với ba lo nha. Nè, mẹ hỏi nha, không biết Châu chọc học mấy bạn có chọc ghẹo gì con không? Mấy bạn sao chọc ghẹo con được. Con với mẹ vậy thì tất nhiên mấy bạn phải giúp đỡ chứ. À mà mẹ nè. Con gì nè? Không, cái này là mẹ không có được nghi ngờ con nha. Cái này là đồng tiền chân chính. Cái này là tụi con không phải là tụi con đi diễn đường phố, mà là tụi con có tham gia một cuộc thi, tụi con giành giải cho nên mới được tiền. Cũng phụ giúp được phần nợ này cho gia đình mình. Mẹ nhận nha. Cái này là đồng tiền chân chính mà, con đâu có đi diễn đường phố đâu. Bữa trước mẹ nói sao? Hả? Cái chuyện nợ nần nhà để mẹ lo con làm gì vậy? Cái chuyện bây giờ đó chính là con phải lo tập trung con học hành. Con hiểu không? Con tập trung con học hành, con học cho tới nơi tới chốn. Dạ, lo học, mẹ đừng có khóc mà. Con hứa mẹ không đi nhảy nữa. Nợ nần để ba mẹ lo. Nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Mẹ đừng có khóc nữa nha. Con hứa là con phải làm nghe chưa? Dạ. Thôi, nè, đi vô nhà tắm rửa đi rồi học bài. Mẹ đi bán rồi chiều mẹ về. Rồi tranh thủ bán đi, trễ giờ ra ngoài không có khách, không ai mua hết á. Cái này nha, lần này nữa thôi, lần này hứa luôn. Lần này nữa thôi nha. Dạ. Lo học cho tôi đó. Dạ. Mẹ đi làm mới cẩn thận nha. Rồi, mẹ biết rồi. Vô đi, vô tắm rửa đi con. À chú. Chú mới tới à? Dạ. À chú Năm, chú đưa tôi tới nhà hàng Thiên Ân đi. Tôi có gặp một số bạn bè cũ ở đó đó. Dạ, không mời bà chủ. Mà chú Năm. Dạ. Con của chú vẫn còn học ở trường La La sao? Dạ đúng rồi bà chủ. Mà có chuyện gì vậy bà chủ? Chẳng lẽ con bé nhà tôi gây ảnh hưởng chuyện học hành của cô chủ sao bà? À không, thì tại tôi hỏi vậy thôi. Nhưng mà học ở trường đó đó, chi phí mắc như vậy, mà tại sao chú không định hướng cho con bé học ở trường khác để đỡ chi phí kinh tế? Dạ hồi còn bé, nhà tôi cũng từng mong con bé cố gắng chăm chỉ học hành để sau này lớn lên chỉ là nhân viên văn phòng thôi cũng được. Nhưng mà mỗi khi con bé ca múa, không cần biết đó là nơi đâu và có những ai xung quanh, miễn là được thể hiện khả năng ca múa của mình là nó sẽ vui cười. Lúc đó tôi mới thấy đây chính là niềm vui thật sự của nó. Vì vậy cho dù khó khăn như thế nào, vợ chồng tôi cũng cố gắng làm lụng để đứng phía sau ủng hộ con gái đến cùng. Thôi đi đi chú. Dạ mời bà chủ. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, khép sách chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Thì đánh hay quá ha. Trời, bả chỉ cho tôi á, bả đang đánh hay hơn tôi nữa, đánh về bình thường thôi. Ê, Việt Thi, hôm bữa mà mang tiền về ấy, ba mẹ bà nói gì không? Tất nhiên là có rồi. Mẹ tôi còn tưởng á là tụi mình làm việc xấu mới có tiền nữa. Nhưng mà may mắn là tôi giải thích cho mẹ tôi là nhờ có mọi người giúp, cho nên là tôi mới có tiền đưa mẹ. Trời, vậy là vui rồi. Mọi người ráng thêm chút xíu nữa thì đủ tiền cho Việt Thi trả nợ. Đúng. Sao hôm nay nhìn buồn vậy? Mẹ bà sao hả? Ừ thì
mẹ tôi cũng không có chửi hay là cấm tôi tập nhảy nữa. Vì ba tôi cũng chấm lưng cho tôi rồi. Bệnh gì bằng nữa chứ. Nhưng mà mẹ tôi cũng không thể cho tôi theo nghệ thuật ý. Mẹ cứ lạnh lùng với tôi, trong lúc ở gần tôi thì còn chả thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi không biết phải làm nào bây giờ. À, hay là bây giờ ấy, Hayley cố gắng tập thiệt là tốt, xong rồi để thể hiện cho mẹ thấy là bà đã chọn đúng con đường rồi. Đúng 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 đúng. Thôi, đứng lên, tập này để chứng minh cho mẹ Hayley thấy là Hayley đã chọn đúng con đường. Đúng. Tập hai người tập đi, tập trước. À đúng rồi. Hôm trước em nhớ bài hôm trước không? Nhớ nhớ. Show. Yeah. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngon, ông nhảy sai kìa. Sai đâu mà sai. Sai đâu. Sai rõ ràng vậy mà còn cãi hả? Người ta là 1 2 3 4. Ông làm gì mà ông còn cãi nữa chứ? Thì tôi biết là như thế, nhưng mà tôi đang muốn là phát minh ra một cái điệu nhảy mới. Đố men dây. Không biết. Rồi vậy thôi, cứ coi như là ông đang phát minh động tác đi ha. Ê, sao hôm nay tự nhiên chị Gina nhẹ nhàng với anh Mon vậy? Thường thường thì hay cãi tay đôi với nhau lắm mà. Có gì đâu lạ. Chứ bây giờ đâu phải lúc nào tôi cũng rảnh cãi với ông đâu. Trời đất ơi, hai người này cứ khắc khẩu với nhau nha. Nhớ chị Mina, anh chị ớp không? Khắc khẩu hoài, có ngày dính với ông hay. Gì? Họ nói gì? Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Chị Mina của người ta thì xinh đẹp, đáng yêu, thiên thần. Trời ơi, mày ra có khả năng. Còn cái bà này nhá, nhìn mà xem, nhìn như bà Trần ấy. Nó tính đâu ra nó tính. Trời ơi, xin lỗi nha, nhiều người khen tôi xinh lắm á, nhiều người thích tôi lắm. Có mỗi mình ông mà suốt ngày chê. Đúng rồi, bà có nữ tính đi nhá, bà có xinh đi nhá. Thì cái chuyện mà bà với tôi thành một cặp nữa, không bao giờ xảy ra. Ông nghĩ hè mà. Bị thay người quá à. Tập nhảy nãy giờ không thấy mệt à. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Dạ, ơi. Không tin được. Chuyện nhớ xíu không cãi nhà. Ủa, mà muộn rồi đó. Sao không thấy ông Minh đến ta? Mà Hana Kira thì bận việc, không nói em gì. Nhưng mà từ nãy đến giờ, ông Minh vẫn chưa đến. Có khi nào mới giận vụ hôm bữa ông ta. Chắc lúc đó Winner cũng giận lắm á. Tại vì ông chưa bao giờ mà hành xử vậy với tụi mình hết đó. Nhưng mà anh thấy chúng ta có ý tốt mà, đâu có ý gì xấu đâu, đúng không? Không phải đâu, Winner đang tự ái đó. Tại vì á, tính ổng á là thích độc lập, cho nên không có dễ dàng nhận sự giúp đỡ của ai hết. Nhưng mà kể cả có giận dỗi như vậy thì nếu không có Winner mình cũng có luyện tập được đâu. À, thì này, tôi thấy á là bà là người dễ nói chuyện với Winner nhất á. Hay là bà thử nói chuyện với ông ấy xem sao. Đúng. Vậy có gì để tôi nói thử. Thôi ra tập bắt tiếp đi. Thôi, tập. Vô đây nào, các bạn ơi. Yo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4. 5, 6, 7, and 8, and 1. Ông đến đây làm gì? Mẹ tôi không có nhà đâu. Chú không có tìm mẹ con. Chú muốn nói chuyện với con. Tôi với ông ấy không có gì để nói với nhau đâu. Winner, thật sự chú có chuyện muốn nói với con mà. Ông không nghe tôi nói à? Tôi với ông không có chuyện gì để nói với nhau đâu. Ông đi đi. Chú sẽ đi, nhưng con đi học lại đi. Từ bao giờ ông cho mình cái quyền xen vào chuyện đời của tôi vậy? Ngày xưa nhà khó khăn, con không đi học được á, là mẹ con buồn lòng lắm. Tôi có đi học hay không ấy thì cũng không phải là việc của ông. Và lại, tôi không bao giờ nhận một đồng trợ cấp nào của ông. Ông đừng có diễn kịch trước mặt tôi nữa. Ông đi đi. Chú thật sự rất buồn. Chú hy vọng con sẽ suy nghĩ lại. Chú về. Vậy thì sao bà lại ở đây? À, tại dạo này tôi không thấy ông đi tập, cho nên tôi qua đây kiếm ông nè.
À mà tôi xin lỗi ông nha, nãy tôi lỡ nghe câu chuyện của ông với lại người đàn ông đó, đó. Cho tôi xin lỗi nha. Bà có lỗi dầm gì đâu mà xin lỗi. Đấy cũng là người mà mẹ tôi sẽ cưới làm chồng đó. Có phải vì chuyện này mà ông muốn sống tự lập, không muốn phụ thuộc vô ai khác không? Tôi không muốn nhận được sự thương hại của ai hết trơn á. Vậy thì tôi cũng không nên nhận bất kỳ sự giúp đỡ của người nào khác đúng không? Thì tôi không phải là như vậy, bà đừng có hiểu lầm. Từ ngày mà ba tôi bỏ đi á, tôi với cả mẹ tôi sống rất là hạnh phúc với nhau. Tôi cũng rất là yêu mẹ tôi. Nhưng mà khi mà có sự xuất hiện của người đàn ông đấy, mọi thứ tôi nghĩ về mẹ tôi trước đây dần tan biến. Tôi cảm thấy là mẹ tôi không còn thương tôi như trước nữa. Vậy là mẹ ông bỏ ba ông hả? Không, ba tôi bỏ đi lâu rồi. Mà Winner nè, tôi hỏi ông nha, ông có nghĩ là ba với mẹ ông có thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau không? Với lại khoảng thời gian dài như vậy mà bây giờ mẹ ông mới thương người đàn ông đó. Tôi thấy trong cái khoảng thời gian mà mẹ ông ở một mình á, thì mẹ ông cũng lo cho ông, chăm sóc cho ông nhiều mà. Rồi cho tới khi mà bà cảm thấy thật sự tin tưởng cái người đàn ông đó, với cả là người đàn ông đó cũng lo được cho ông nữa, thì mẹ ông mới chấp nhận ông ta chứ. Ông cứ trách mẹ ông ích kỷ không à. Nhưng mà trong khi đó ông cứ suy nghĩ về chuyện cũ mà không cho mẹ ông hạnh phúc mới, thì ông mới chính là người ích kỷ á. Thôi ông đừng có buồn nữa nha, ngày mai đi tập với nhóm nha. Đi đi, tụi mình cũng tập với nhau khá lâu rồi, giờ ông không đi rồi tụi tôi biết tập làm sao nha. Ok, thế nha. Đâu ra giờ anh thấy đâu nè. Ôi tuyệt vời nè. Ôi trời, năm nữa rồi. Trời đất ơi, ồn ào mới vô lớp thôi là nghe ồn ào. Ôi, rồi. Ôi tại anh ơi, trường gian mò. Em anh nha. Hai ông bớt ồn ào đi. Ồn ào hết kìa. Thiệt á. Ủa Vy Thi, mà bà nói hôm nay bà đi gặp Winner ở sao rồi? Tôi có đi gặp rồi, thì chắc là cũng ổn rồi đó. Ủa, ông còn nóng tính không? Ai mà nóng tính, có ông nóng tính á. Mọi chuyện ok hết rồi, mọi người đừng có lo nữa nha. Thầy ạ, Winner Vy Thi có biết gì à? Bạn tôi thấy nha, Vy Thi nha, bên Winner lắm, bên Winner. Tôi nghi quá nha, nghi lắm rồi đó nha. Thôi, không có chuyện đó đâu. Đúng rồi đó, tôi thấy Vy Thi nó đúng đó chứ, Vy Thi với Winner làm gì có gì được. Trời ơi, sao biết hay ạ? Tại vì hôm bữa tôi nói chuyện là Winner thì Winner nói là cái người mà Winner thích á là một người xinh đẹp, tóc dài xoăn, rồi làn da khỏe khoắn. Trời đất ơi, không ngờ Winner gu thẩm mỹ cao hả? Chứ gì nữa, khỏe mạnh đồ. Trời thôi đi, về thi của tôi cũng xinh lắm như bộ. Xinh không? Nhờ, xinh mà, xinh. Xinh không? Xinh. Vậy cho xinh đi. Cứ cho là xinh đi ha. Cả lớp đứng. Chào các em. Các em ngồi xuống. Wow, hôm nay nhìn ai cũng rạng ngời quá. Cô thật là hạnh phúc. Nên hôm nay cô đã quyết định là lớp chúng ta sẽ làm bài kiểm tra nhé. Sao? Kỳ quá. Kỳ không? Dạ không. Còn một chuyện nữa, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bông hồng lung linh lấp lánh gia nhập vào lớp của chúng ta. Mời em. Đạp xuống đó là ô, cả đám ô vô luôn. Ôi, cho tôi lên đi, anh chú. Thôi. Bình tĩnh.
nhiều, có nhiều gì tay đánh nhiều nhiều nhiều. Gian nan với Winner là tại vì hôm trước anh biên đạo ấy, anh dựng bài xong rồi anh nhớ nhầm là phần biên đạo đấy là của Việt Thi, thế là dựng xong Viên Thi, Việt Thi xong, xong cuối cùng hôm nay anh mới dựng lại cho mình, thế là nguyên một buổi trưa hôm nay mình không được nghỉ là mình phải tập nhảy với anh ấy, rất là mệt. Thôi đừng có khoe. Cái dấu găng này à? Thôi đừng có khoe, mình không nên. Cái này là dấu găng mà Winner mới vừa cắn. Ai như một con. Winner nào? Anh Winner. Anh Winner đẹp trai. Gớm. Bye bye mọi người. Ở tập đi. Hãy khóc như đừng gục ngã, hãy khóc như đừng đã lớn. Hỡi những đứa trẻ hiên ngang, hãy khóc như đừng gục ngã, hãy khóc như đừng gục ngã, hãy khóc như đừng sẽ đứng lên lại. Những người tuổi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì?